Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình trẻ lớp 6 cùng nhau giải đề thi học kỳ 2 năm 2020-2021. Rồi, đây là cái đề của chúng ta. Câu số 1 tìm liên quan đến từ vựng ha. Bây giờ chúng ta đọc này, he isn't tall có nghĩa là anh ấy không có cao. Anh ấy không cao thì anh ấy short. Chúng ta làm câu mẫu nha. Đó. Chúng ta xuống câu B. Anh ấy, bây giờ các bạn nhìn cái từ at the moment, đây là dấu hiệu của thể hiện đại tiếp diễn, diễn ra một hành động đang xảy ra. Cấu trúc của chúng ta sẽ là amia cộng động từ thêm ing, chúng ta có câu C, câu D thích hợp này. Nhưng khi là chủ ngữ số ít thì chúng ta sẽ y, vậy ở đây sẽ là he is playing. Câu C, cô ấy đi bộ mỗi sáng phải không? Đây là câu hỏi yes no. Đây là câu nghi vấn của thể hiện tại đơn. Thì chúng ta phải xài trợ động từ do đơ đằng trước, C là chủ ngữ số ít cho nên ở đây chúng ta xài đơ. Câu D, trời luôn luôn như thế nào vào mùa đông? Mùa đông thì trời phải lạnh cho nên chúng ta chọn câu B. Câu E, bọn họ đi đâu vào mùa hè? Bây giờ đi bơi, đi bơi là go swimming. Các bạn lưu ý, đây là chủ ngữ số nhiều thì go ta giữ nguyên, ở đây sẽ là go swimming như thế này. Câu F nè, khi trời ấm thì ba đi câu cá. Khi chúng ta xài từ when, when it is warm, ba go fishing. Rồi câu G, what does he do in, anh ấy làm gì trong thời gian rảnh của anh ấy. Các bạn lưu ý cái từ he ở đây thì ở đằng này phải xài hit nè. Câu H, tôi sẽ đi đâu, sẽ đi thăm Huế, ở đây chúng ta sẽ xài từ visit, đi thăm. Câu Y, người ta trả lời là for the week, for a week là khoảng một tuần, thì chắc chắn là trên này là hỏi bao lâu rồi, bạn sẽ ở lại bao lâu ấy, chúng ta sẽ xài how long nhé. Rồi xuống bài dưới chúng ta sẽ nối hai câu với nhau. Hai câu với nhau này. Việt gì? Quá dễ luôn, Việt Nam. Hương, Pagoda, Hương Pagoda là chùa Hương. Tiếp theo Hạ Long, Hạ Long Bay. Tiếp theo Ngọc Sơn Temple, đền Ngọc Sơn. Tiếp theo này, Huế Citadel, cố đô Huế. Tiếp theo Nha Trang, Nha Trang, bãi biển Nha Trang. Tiếp theo Hồ Chí Minh City. Ok. Zurich, Prague, công viên kỷ Jura, Great Britain là nước Anh. Ok. Xuống bài dưới, chia động từ trong ngoặc câu này, ta chia mẫu cho chúng ta rồi này. Đây là thì hiện tại đơn, ai là chủ ngữ số nhiều, câu giữ nguyên nhé. Câu dưới, đằng sau why don't you, các bạn nhớ chưa, đây là câu gì, câu đề nghị nhé. Đằng sau why don't you sẽ là một động từ nguyên mẫu, chúng ta sẽ go. Đằng sau what about, đây cũng là câu đề nghị luôn, nhưng là sau what about sẽ là một động từ thêm ing, cho nên là chúng ta sẽ playing. Rồi câu D, các bạn nhìn now chưa, now là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn, đang diễn ra một hành động đang xảy ra, cho nên ở đây sẽ là e playing. Câu E là câu đề nghị, đằng sau let cộng động từ nguyên mẫu, chúng ta sẽ do. Rồi xuống bài dưới là chúng ta sắp xếp lại này, what are you going to do, đó đây là câu mẫu của chúng ta. Chúng ta xuống câu B, Hoa làm gì trong thời gian dành của cô ấy, chúng ta viết như sau. Đây là câu hỏi sẽ what for câu, what the Hoa do in her free time, Hoa làm gì trong thời gian rảnh của cô ấy nhá. Rồi ok, câu tiếp theo dễ thôi, trời luôn luôn lạnh vào mùa đông đó mà, trời luôn lạnh vào mùa đông, chúng ta viết như sao. Chủ ngữ đây là trời, it is cold in the winter, đề này quá dễ. Câu D, tôi sẽ ở lại trong một khách sạn, đây là thì tương lai gần, sẽ là I am going to cộng một động từ nguyên mẫu là stay in a hotel, in a hotel. Câu E, anh ấy đang chơi bóng, bây giờ anh ấy đang chơi bóng, he is playing soccer now, soccer now. Rồi chúng ta xuống bài dưới này, chúng ta đọc bài này và chúng ta làm bài nha. Minh thích đi bộ, vào ngày cuối tuần anh ấy đi bộ ở trên núi, anh ấy luôn luôn đi với hai người bạn. Minh và bạn luôn luôn đi ủng, mặc quần áo ấm. Họ luôn luôn mang theo đồ ăn và nước và một cái bếp cắm trại, thỉnh thoảng họ cắm trại qua đêm. Cho bọn này nó bạo gan ghê. What do Minh like doing, tức là Minh thích làm gì, chúng ta sẽ ghi là Minh like thêm sờ vào vì Minh là chủ số ít và working ngay câu đầu luôn. Rồi câu B, how often là hỏi mức độ thường xuyên, anh ta đi bộ trên núi có thường xuyên không, và ngày cuối tuần chúng ta sẽ ghi là on the weekend, on the weekend. Tiếp theo câu C, anh ta luôn luôn đi với ai, anh ta luôn luôn đi với hai người bạn. Anh ấy, he usually go thêm answer,
with his friend, with two friends, with two friends. Rồi câu D, bọn họ mang theo đồ ăn và đồ uống và nước và bếp cắm trại đúng không? Đúng rồi, đúng thì Z, đầy đủ, yes đầy đủ nhé. Trả lời về bạn này, bạn có thích, bạn có đọc sách không? Chúng ta sẽ trả lời là yes no. Nếu mà yes là yes I do, no I don't, được chưa? No I don't, bạn nào không đọc sách thì no I don't. How often do you read? Bạn đọc thường xuyên không? Mức độ thường xuyên, vậy chúng ta rõ là three times a week, ba lần một tuần nha. Câu C, bạn có chơi bóng đá không? Yes I do, yes I do, no I don't. Bạn luôn làm gì vào thời gian rảnh tôi coi TV, chúng ta sẽ bảo là I watch TV. Rồi cái đề của chúng ta đến đây là hết rồi.